Tiếp tục phần 2 đám cưới của hai bạn người dân tộc Giao Tuyển. Thì trong phần 2 này thì Sơn sẽ ghi lại những cái hình ảnh mà mọi người, ai họ, nhà trai và nhà gái, họ sẽ có những cái nghi lễ gọi là hát giao duyên, cũng như là còn rất là nhiều những cái nghi lễ của người Giao Tuyển ấy. Thì trong phần 2 này Sơn sẽ ghi lại tất cả những cái khoảnh khắc mà hai họ sẽ có những câu chuyện cũng như là những câu hát giao duyên khi chuẩn bị để những cái phong tục đón cô dâu về nhà chồng các bạn nhé. Bây giờ thì Sơn sẽ nói chuyện và hỏi thăm về hai cô phù dâu các bạn nhé. Hai cô phù dâu và họ nhà gái rất là xinh. Anh chào hai em nhá. À, em gái tên là gì? Để hỏi em này. Tên là Đông. Tên là gì cơ? Đông. Đông à? Vâng. À, Đông tên là Bắc đấy hả? Vâng. Rồi ok, thế còn bạn gái tên gì? Tên Thương ạ. Thương à? Thương nhớ đấy hả? Vâng. Ôi, bạn gái Thương với cả bạn Đông, hai bạn rất là xinh. À, hai em thì hôm nay sẽ có một cái nhiệm vụ là phù dâu rồi đúng không? Vâng. Phù dâu và sẽ tối nay, buổi tối nay thì hai em là có tham gia hát giao duyên không? Có ạ. Có luôn à? Thế là mỗi người phải hát khoảng bao nhiêu bài? Chào, em cũng không biết ạ. À. Chỉ hát theo cái chị. À, hát theo cái chị phù dâu chính đấy. Còn bởi vì hai em là phù dâu phụ đây đúng không? Vâng. Thế có nghĩa là phải thức hết đêm nay luôn đấy. Vâng. Thức hết đêm nay và hát. Mình hát bằng tiếng Dao mình luôn đúng không? Vâng. Thế á? Thế, thế hát có hay không? Em không biết. Thế có hay đi hát không? Không ạ. À. Không á? À? Không, có đi hát karaoke bao giờ không? Hát karaoke có. Có á? Thế thì chắc chắn là đã từng đi hát karaoke rồi, chắc là hát hay rồi. À, thế thế bạn là bạn Thương này là sinh năm bao nhiêu? Em 27 ạ. 27 à? 27 là em còn đi học hay là nghỉ học rồi? Em còn đi học ạ. Vẫn còn đi học à? À thế à? Ờ cảm ơn em. À thế còn Đông thì là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2006. 2K6. Vâng. 2K6 thì cũng vẫn đang học đúng không? Vâng. Thế là hai bạn học ở trường nào? Em học ở trường Giáo dục Thường xuyên ạ. À thế à. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều nhá. À, chúc cho hai bạn tối nay sẽ có những chất giọng hay nhất để hát đối với cả bên nhà trai nhá. Ok, cảm ơn hai bạn. Đây là quá trình các cô phù dâu, các cô gái là còn gọi là còn son đấy các bạn, đang mặc những bộ trang phục của người Giao để chuẩn bị cho quá trình hát giao duyên, hát đối với cả bên nhà trai đấy các bạn ạ. Đám cưới của người Giao Tuyển thì sẽ có những cái chương trình hát đối, hát giao duyên như thế này. Đây là quá trình các bạn ấy đang mặc những bộ trang phục của người Giao. Đây có hai bà là đang mặc cho hai bà ngoại nhờ bạn bà ngoại à bà ngoại mới cả đây là bà nội bà ngoại là đang mặc cho cháu bộ trang phục của người Giao này. Để... Vâng, trang phục của người Giao Tuyển để sau để lát nữa là hát giao duyên đấy đúng không ạ? Vâng. Vâng, giao duyên để lên vợ chồng. Vâng. Bộ trang phục rất là đẹp. Cô gái xinh chưa? Bạn ấy tên là Đông. Đây còn có cả ở trong này nữa. Phù dâu chính ở trong này. Nhưng mà trong hơi tối cho nên là mình sẽ không di chuyển vào trong nữa. Mọi người đang mặc những bộ trang phục của người Giao Tuyển để chuẩn bị cho quá trình hát giao duyên các bạn. Mà thì giờ quên đây còn mùi như này thế này rồi. Sang sang sang. Vâng, vâng. Làm được cái này là cũng là cái
như các bạn quan sát thấy ấy, thì đằng sau mái tóc của một cô gái đi cù dâu ấy, thì sẽ được tết lên như thế này nhá. Nó theo cái phong tục của người đồng bào Dao Tuyển thì cù dâu sẽ phải tết cái tóc như này đó, và trên đầu thì sẽ phải quấn tóc và đội lên những chiếc khăn, những chiếc dây màu. Các cô gái là đang trong nghi lễ là gọi là múa mời rượu các bạn. Ba cô gái phù dâu. Khi ba cô gái đã mặc xong cái bộ trang phục của người Dao Tuyển thì sẽ vào cái khâu là mời rượu. Đấy, ba cô phù dâu các bạn. Đây. Đã có một chú chuẩn bị một khay rượu và đưa cho ba cô phù dâu để làm cái lễ phong tục gọi là mời rượu. Đây các bạn xem nhé. Đây, búa mời rượu đấy. Rất tuyệt vời. Mời rượu. Và như các bạn nghe thấy thì bên này thì có hai cô đang hát giao duyên cùng với cả hai cô bên kia nữa kìa. Đó. Mỗi bên sẽ có hai người ngồi hát giao duyên các bạn. Bây giờ thì ba cô gái này phải đi ra ngoài để chuẩn bị có một cái mâm lễ ở ngoài này. Sau khi làm lễ ở bên ngoài cửa này rồi thì ba cô gái mới tiếp tục đi vào trong nhà để làm gọi lại tiếp tục là làm cái lễ hát giao duyên đấy các bạn. Đây lại là tiếp tục cái quá trình bên nhà gái đang chuẩn bị cái bàn để đặt những cái mâm lễ, sau đó là mới bắt đầu mời bên nhà trai vào để hát giao duyên các bạn ạ. Chương trình hát giao duyên thì có lẽ sẽ kéo đến tận gần sáng, nghĩa là sẽ hát trong cả một đêm luôn ạ. Cái phong tục hát giao duyên của người Dao Tuyển khi mỗi khi đám cưới thì nó thường là như vậy các bạn nhé. Bây giờ thì quá trình nhà trai cũng đang chuẩn bị vào đây rồi các bạn này. Đây, quá trình nhà trai thì đang chuẩn bị vào đây và quá trình nhà trai là đã vào đây và đang chờ để bên nhà gái có qua cái tiến trình là làm lễ, sau đó là sẽ vào để hát giao duyên với nhau các bạn. Là mấy phù rể của nhà trai đã vào đây và giờ bên nhà gái thì đang hát mời đấy. Okay. Hát bằng tiếng người Dao các bạn. Bên đây thì hai chị đang chờ hát đối hát giao duyên thì đang chờ sẵn ở đây rồi. Chắc là lát nữa thì khi mà xong cái nghi lễ mời vào này là sẽ hát đúng không chị? Sẽ bắt đầu hát luôn đúng không ạ? Vâng. Đấy, phù dâu mọi người trong nhà gái thì cũng đang chuẩn bị sẵn tận đây rồi. Hà cánh na tông hồi ngô hòa hồ
phần ai hò hỏi một tình hò hò hà hà quá trình hát hát chào kiểu như là vẫn là hát giao duyên mời rượu các bạn, một quá trình hát xong rồi bây giờ thì hai họ đang mời rượu nhau các bạn, diện họ nhà trai họ nhà gái, các chú áo đen thì là bên họ nhà trai, còn chú áo trắng thì là bên họ nhà gái. Chương trình hát này thì hát đến sáng luôn, còn sau mấy chú hát rồi thì sẽ đến lượt mấy cô gái ở bên kia các bạn nhé, mấy cô gái đang mặc những cái bộ trang phục của người giao tuyển kia đang ngồi bên kia, thì tới đây là sẽ đến ba cô gái. Đây rồi, ban đầu là đội phù dâu sẽ bắt đầu di chuyển để ngồi vào đây để hát giao duyên các bạn. Ba cô gái đã vào vị trí rồi các bạn. Ê, Vũ à? Vũ đi. Vũ đi ăn này, Vũ đi ăn to anh này. Lại tiếp tục là một nghi lễ mời rượu các bạn ạ. Bây giờ thì đến cái giai đoạn là ba phụ dâu sẽ hát hát đối các bạn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nó đem chẳng là bằng bền kịt và kiểu